Ô tô 360 xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay ô tô 360 xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe Kia Morning Van. Đây là bản Morning Van, tức là hai chỗ ngồi, sản xuất năm 2015, được nhập khẩu từ Hàn Quốc. Chiếc xe đã được đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đã được chạy 31.000 km. Xin mời quý vị và các bạn xem chi tiết về chiếc xe. Thank you.
bạn quan tâm đến chiếc xe này, xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 là 090 560 8883. Và nếu quý vị và các bạn yêu thích kênh ô tô 360, xin quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi các clip tiếp theo của ô tô 360 bằng cách quý vị và các bạn hãy click chuột vào phần đăng ký ở phía dưới góc bên phải màn hình của quý vị để đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo của ô tô 360. Thank you.